từ trần ngày mùng 2 tháng 9 năm 1969, đúng vào ngày kỷ niệm Bác đã khai sinh nền độc lập của dân tộc. Bác nằm đó, chỗ ba đình khai sáng nước, người nghỉ yên nơi người đã bắt đầu. Xưa bác về một bộ áo quần nâu, nay giản dị ra đi màu sắc trắng. Ngọn suối của một đời trong sáng, nay kết tinh thành khối thủy tinh trong. Chọn cuộc đời, bác có ngủ yên đâu. Nay bác ngủ, chúng con canh giấc ngủ. Người chợp mắt cả năm châu cùng đến. Trên giường bác, chúng con không thắp nên. Đã có chăng sao ôm ấp quanh người. Bác yêu chăng như yêu một con người. Trong thơ bác, chăng với hoa là bạn. Giao thừa tới từ nay đâu. Tiếng bác chúc đồng bào chiến sĩ dòng ngân vang. Giọng của bác Hồ làm ấm cả không gian. Với Mác Lênin giấc ngủ nghĩ đời. Cuộc chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn. Tôi có ý định đến ngày đó, tôi sẽ đi khắp hai miền Nam Bắc để chúc mừng đồng bào, cán bộ và chiến sĩ anh hùng, thăm hỏi các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng tiêu quý của chúng ta. Vĩnh biệt người con của quê hương, làng Sen quy tụ chung quanh những người trong huyết tộc của bác Hồ. Vĩnh biệt bác Hồ, nhân dân vùng Bác Bó đến nghiêng mình bên suối Lenin. Vĩnh biệt bác Hồ, những người con của thành đồng tổ quốc biết sẽ phải làm gì. Bởi vì trong mấy mươi triệu nhân dân, các chiến sĩ và đồng... Cuộc chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn. Tôi có ý định đến ngày đó, tôi sẽ đi khắp hai miền Nam Bắc để chúc mừng đồng bào, cán bộ và chiến sĩ anh hùng, thăm hỏi các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng tiêu quý của chúng ta.
vĩnh biệt người con của quê hương, làng Sen quây tụ chung quanh những người trong huyết tộc của Bác Hồ. Vĩnh biệt Bác Hồ, nhân dân vùng Bác Bó đến nghiêng mình bên suối Lenin. Vĩnh biệt Bác Hồ, những người con của thành đồng tổ. Cuộc chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta, dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn. Tôi có ý định đến ngày đó, tôi sẽ đi khắp hai miền Nam Bắc để chúc mừng đồng bào, cán bộ và chiến sĩ anh hùng, thăm hỏi các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng tiêu quỷ của chúng ta. Vĩnh biệt người con của quê hương, làng Sen quây tụ chung quanh những người trong huyết tộc của Bác Hồ. Vĩnh biệt Bác Hồ, nhân dân vùng Bác Bó đến nghiêng mình bên suối Lenin. Vĩnh biệt Bác Hồ, những người con của thành đồng tổ quốc biết sẽ phải làm gì. Bởi vì trong mấy mươi triệu nhân dân, các chiến sĩ và đồng bào miền Nam bao giờ cũng được Bác dành cho phần mến thương hơn cả.